em ngồi đây. Vô nha. Xin chào, xin chào. À, mời hai em giới thiệu về mình ạ. À, vâng, em xin chào chị Hồng Vân và xin chào anh Quốc Thuận ạ. Và em xin chào tất cả các vị khán giả. Em Quảng Văn Thịnh ạ. Em quê ở Điện Biên. Năm nay thành bao nhiêu? Dạ, năm nay em 26 tuổi ạ. 26 tuổi công à? Việc, công việc dạ, của vâng. Em? Công việc em là buôn bán ạ. Nhưng mà bây giờ là em ở Điện Biên hay là ở đâu? Dạ, em hai vợ chồng hiện đang trọ ở Hà Nội anh ạ. Hà Nội đúng không? Dạ vâng. Mời em. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Hậu, năm nay em 27 tuổi ạ. Em ở Hưng Yên ạ. Hiện công việc nội hiện tại của em là nội trợ ở nhà. Có em bé chưa? Em có em bé rồi ạ. À, dạ. À, ở nhà nuôi con. Em bé được mấy? Dạ, cháu được 2 tuổi rưỡi rồi ạ. 2 tuổi rưỡi. Ồ. Chúc mừng. Hiện giờ tụi em vẫn đang ở Hà Nội đúng không? Dạ. Là tụi em vào đây để tham gia chương trình này. Dạ. Ồ, tụi em vào lúc nào? Em vào từ hôm qua. Em đi bằng máy bay ạ. Máy bay. Thì, em cũng cảm ơn nhà tài trợ du lịch Bến Thành ạ. Vâng, thì đã tạo điều kiện cho hai vợ chồng em một chuyến bay vào Sài Gòn ạ. À, vậy đó hả? À, có nghĩa là Bến Thành Tourist đã tài trợ cho hai vợ chồng em và con gái vào với chương trình Vợ Chồng Son. Trời ơi, thiệt là quý hóa quá luôn. Quá tuyệt vời. Thay mặt chương trình, chúng tôi xin cảm ơn Bến Thành Tourist đã đồng hành cùng với chương trình và đưa hai vị khách mời đặc biệt đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son của chúng tôi. Rồi, cảm ơn. Chân thành cảm ơn. Vậy tình yêu của các em bắt đầu từ đâu? Bọn em tình cờ quen nhau ở đoàn văn nghệ hát ạ. Thế hôm đó thì em song ca hay hợp ca hay đơn ca? Em đơn ca ạ. Đơn ca? Và chồng cũng hát đơn ca hả? Dạ vâng, em hát đơn ca. Đâu, em à, hát bây giờ bài mời đúng. Mời Thịnh hát một ca khúc để mà tặng quý khán giả. Thì em xin gửi tới anh chị với các vị khán giả một bài hát Giận Mà Thương ạ. Anh xa em nghe câu dân ca, giận mà thương sao mà ra diệt thì. Ôi câu ca nặng tình nặng nghĩa, có lúc nào em giận anh không? Chỉ có lúc nào em giận anh không? Để thương suốt cả ngày em giận. Khi xa nhau đến ngàn vạn dặm, giận chẳng còn mà thương sống dài thêm. Hay quá. Bây giờ thì chúng ta quay trở lại với cái mối tình của các bạn lần đầu tiên. Thì gặp nhau trong đêm đó thì lần đầu tiên em ấn tượng hỏi người bạn gái này là như thế nào? Dạ, thì nhà em thì hơn em 1 tuổi ạ. Vâng, thì em vẫn gọi nhà em thì cũng bằng chị. Sang đoàn chơi thì cũng chưa có ý định chủ động tán tỉnh gì đâu ạ. Có xin số điện thoại hay là có xin địa chỉ như thế nào để liên lạc không? Có xin số điện thoại và hay nhắn tin hỏi thăm em ạ. Nhắn tin, ví dụ nhắn tin sao? Hỏi chị ăn cơm chưa, chị đang làm gì đấy ạ? À, vẫn là chị em. Khi mà Thịnh ngỏ lời với em là sau cái hôm đó là bao nhiêu lâu? Cũng khoảng được 1 tháng ạ. Vâng, em thì cũng vẫn làm anh hơn. Thì nhà em thì cứng đầu ấy ạ. Không chịu luôn đúng không? Không chịu luôn ạ. À, đến bao lâu thì tình cảm các em mới bắt đầu nảy nở? Thì một thời gian lâu thì em thấy chồng em tính có vẻ hiền lành, tật thà. Mới đầu thì em đi làm ở trong Đắk Lắk thì em có nói chuyện với chồng em là vào trong đấy làm, nếu mà thực sự yêu thương nhau ấy ạ thì là đi theo em, nên là chồng em cũng đi theo luôn ạ. À, tức là hai chồng vào Đắk Lắk rồi tình yêu như vậy là nảy sinh từ Đắk Lắk. Vâng. Đúng không? Lúc ở Đắk Lắk cái ngày đầu tiên mà coi như là chính thức là không còn chị em mà bắt đầu yêu đương thực sự ạ, thì sao nào? Vào trong đấy rồi thì tình cảm giữa hai vợ chồng thì càng đi lên ạ. Càng đi lên, là, đúng không? Cái lần đầu tiên nắm tay vợ em đó là như thế nào? Là, lần đầu tiên nắm tay vợ em là lúc đấy cũng đi trên cái xe ô tô thì cứ cầm tay nhau. Lần đầu tiên em được cầm tay chặt luôn ạ. Và lúc đấy thì mồ hôi cứ toát ra xong rồi người cứ run run. Là hôm đó là chỉ nắm tay thôi? Dạ. Không có một cái gì khác hơn nữa. Không. Vậy bao giờ thì hung? Wow. Ai là người chủ động hung? Nhà em chủ động trước ạ. Sao hôm đó kể nghe coi. Dạ. Có cái buổi lễ liên hoan ấy ạ. Thì các bạn bè trong đoàn ấy thì tổ chức nhau liên hoan xong rồi cùng nhau uống ít rượu ít bia. Lúc đấy thì uống rượu uống bia vào rồi thì gọi là say rượu rồi, nhưng mà nụ hôn trong tình trạng say rượu đấy ạ.
Tức là em mượn rượu để mà em hôn vợ em lần đầu tiên đúng không? Vâng. Lúc đó vợ em có phản ứng không? À, lúc em hôn vợ em thì không có phản ứng gì ạ. Thì cũng hồi hộp mà cũng tại vì cũng thích lại rồi là cũng đồng ý luôn ạ. Tức là lúc đó được một năm rồi đúng không? Dạ vâng. Gần một năm rồi mới hôn. Dạ, đúng không? Lúc đấy thì em quay trở lại Hà Nội thì hai vợ chồng đi làm lại chung với nhau ạ. Là ở chung với nhau? Vâng. Nhưng mà giấu bố mẹ hả? Vâng, giấu bố mẹ đẻ em ạ. Rồi ở chung nhà thì cái gì đến nó cũng phải đến đúng không? Vâng. Trước đó là tụi em có tìm hiểu là những cái điều cần thiết khi mà mình phòng tránh về tất cả mọi thứ nếu như mà mình có cái vấn đề gần gũi nhau không? Tại đấy em chưa có kinh nghiệm gì vì máu quá là cứ thả phanh luôn ạ. Mà không nghiên cứu gì, có nghiên không cứu không? Em không tìm hiểu gì không cả. Tìm hiểu thì... Nhưng mà hai đứa đều là tinh khôi với nhau lần đầu tiên đúng không? Dạ. Thì lúc đó cái cảm giác của em sao? Đó. Cảm giác em lúc đầu lúc đấy thì khá là run run, đập tim thì cứ thập tình tình. Thế thì là con bé trước khi đám cưới đúng không? Vâng, nên ăn cơm chất kẽm. Tại vì hôm sau em mua que thử thai về là sáng hôm đấy thử là hai vạch em sợ quá. Sợ quá lúc đó là cái khi mà em biết tin vợ có thai thì cái cảm giác của em sao? Dạ cảm giác em lúc đấy thì cũng lo ạ và cũng sợ ạ. Hai vợ chồng dẫn nhau đến bác sĩ khám ạ. Lúc đấy thì em bé được 7 tuần. Úi dồi ôi 7 tuần rồi. Bác sĩ có khuyên em cái gì không? Thì bác sĩ khuyên em là sợ em như này cũng biết là em có mang nổi bầu đó, không ạ? Đó cái đó là cái mà quan trọng á. Thế rồi lúc đó là em có ý nghĩ là em vẫn giữ cái thai đó không? Em từ đấy em chưa dám nói gì với gia đình ạ. Thì là em nói chuyện với chồng em thì là ví dụ xác định là hai người mà đến được với nhau hay là yêu thương nhau thật sự thì về nói chuyện với hai bên gia đình và giữ lại con ạ. Nhưng mà anh hỏi nè, khi mà bác sĩ khám cho em á thì bác sĩ có nói về cái vấn đề là em bé là nó sẽ có cái gen di truyền giống như hai vợ chồng? Thì có, thì bác sĩ cũng có nói với em là tại vì em là trùng một gen ạ. Thì bác sĩ nói là sợ con là cùng gen bố mẹ. Thì lúc đấy em cũng sốc lắm ạ. Thì nghĩ thương con thì cũng không muốn con là sau này giống bố mẹ và chịu hoàn cảnh như mình ạ. Nhưng mà tôi thì trời cho mình thì mình nhận. Thì con đến với mình là một món quà vô giá. Thì đấy thì em cũng chấp nhận và giữ cháu lại ạ. Khi mà em đi sanh nở thì là em sanh thường hay là sanh mổ? Em sinh mổ ạ. Sanh mổ? Vâng ạ. Mà khi mà em có thai là em không hề bị ốm nghén, em không gì hết đúng không? Vâng ạ. Và cái bụng nó sẽ lớn dần để mà cơ thể em tương thích từ từ, từ từ đúng không? Đúng rồi ạ. Đến ngày sinh cũng rất bình thường. Vâng, đến ngày sinh sáng đi khám chiều mổ luôn ạ. Ồ vậy hả? Chị hỏi nè, em bé bú sữa mẹ hay là bú sữa ngoài? Em uống cả hai ạ. Tại vì lúc bác sĩ khám ấy ạ. Thì nói là thì cháu cũng theo gen bố mẹ ạ. Thì em muốn cho cháu là uống sữa ngoài để cháu phát triển hơn bố mẹ ngày xưa. Này em đi như vậy thì ngoài sữa ra thì cháu phải cần bổ sung canxi nữa. Rồi là sau này lớn lớn xíu và cho đi học bơi. Dạ. Anh nghĩ là sẽ có sự cải thiện, sẽ có sự cải thiện. Tại vì em thì bây mong giờ muốn vậy thôi ạ. Rồi có định có thêm nữa không? Lại chắc em thôi ạ. Thôi, dạ. Thôi như vậy thì phải ha. Phải search trên mạng để học cái cách mà phòng ngừa nha. Dạ. Bây giờ chắc chắn là có rồi đúng không? Có rồi. Bây giờ là biết rồi đúng không? Vâng. Tại đây đôi khi máu quá phải kiềm chế lại. Kiềm chế lại. Ông nhà mình có khỏe mạnh không? Trông này thôi mà vẫn bình thường ạ. Bình thường đúng không? Một tuần hạch sách em bao nhiêu lần? Tuy hôm nào không mà không mệt hay là trời không đi làm thì thì tuần cũng 2-3 lần ạ. Thế thì ông máu quá rồi ông Thịnh ơi. Bây giờ các em là ở với nhau từ lúc cưới cho tới bây giờ là bao lâu rồi? Dạ em được 4 năm rồi ạ. 4 năm, em bé là 2 tuổi rưỡi đúng không? Rồi, và Thịnh với Hậu cũng biết chương trình này là đến một cái phần mà rất đặc biệt. Đó là phần nói xấu người kia. Kể lại thật xấu đó. Em có. Có à? Thì bây giờ mời Hậu trước đó. À Thịnh này có tật xấu nhiều không? Có ạ. Ngày trước yêu nhau thì tình cảm lắm ạ. Nhưng mà từ lúc đấy nhau về rồi khác hẳn đi ạ. Khác hẳn là khác là sao? Nghĩa là ít quan tâm hơn. Ngày lễ, ngày gì của phụ nữ là coi như phất lờ đi. Chẳng chúc chẳng gì ạ. Đôi lúc em thấy mọi người trên Facebook đăng ảnh các thứ người yêu hay chồng tặng mà nghĩ chồng mình mà nghĩ tuổi ạ. Tuổi thân đúng 8 tháng 3 vừa rồi có tặng em cái gì không? Dạ không ạ. Wow. Thế chết không cứ chị đi. Sao lại thế? Sáng 8 tháng 3 thì em cũng có tặng cho vợ một nụ hôn rồi. Trời ơi. Chắc là nhà em không nhớ.
thế còn em có tặng chồng em cái gì không? Em không ạ. Thế mà lại trách người ta. Thì em bực mình quá thì nghĩ chồng em không tặng thì thôi. Đó. Bây giờ tài chính nhà ai cầm? Em cầm ạ. Hay thế thì bây giờ chị nói em cầm hết rồi thì nó lấy tiền đâu mà nó mua quà cho em? Nhưng mà cũng chẳng hỏi gì em là mua gì cho vợ, ví dụ hỏi em thì em cũng đưa luôn ạ. Ôi trời ơi. Thế em nghĩ thì nếu mà tài chính vợ cầm rồi thì thôi, thì những cái ngày lấy đấy thì thôi thì cứ để cứ tự mua đúng không? Đấy, người ta cho mình cả cuộc đời rồi. Ý chị hỏi đây là sao? Để cho em mai mốt em không cần buồn những cái việc không đáng buồn nữa. Đúng không? Nhưng mà nếu như em là người cầm tiền ngày lễ tình nhân, em nên mua tặng chồng em một cái gì đó. Để mà chồng em tự giác suy nghĩ, à, ngày lễ tình nhân bà tặng mình, ngày lễ bây giờ mình lại không tặng bà cái gì thì nhục quá. Cho nên sẽ tìm mọi cách để tặng cho em. Đấy, em phải chơi chiêu đó cho chị. Rồi bây giờ nè, còn tật xấu gì nữa không? Có. Từ ngày nấy nhau về đến giờ ở bẩn hơn ạ. Râu ria, xong tóc ta lộn xộn, xong là ăn mặc cái lộn xộn, xong là đổ lỗi là cho con chăm con. Thế tối ngủ thì đứa nào ôm đứa nào? Tối ngủ thì mỗi người một nơi, ạ, con thì nằm giữa. Con nằm giữa. Thế coi như hai vợ chồng ôm con hết chứ không ôm nhau. Nghĩa là tính chồng em không thích ôm ạ. Lúc nào mà làm chuyện ấy thì mới nhảy sang thôi. Rồi bây giờ tới em đó Hình. Cô ấy có tật xấu gì không? Có khá nhiều hơn em ạ. Khá nhiều hơn em. Chết rồi. Tật xấu thì một là hay mua đồ lãng phí ạ. Có một lần làm em kỷ niệm nhớ nhất là cách đây một tháng, hai tháng gì đấy. Thế có một hôm đi làm về, mở cửa ra thì vợ cũng bảo là: chồng ơi, vợ mua đồ cho chồng rồi này. Và cái gì thế? Và mở túi ra thì vợ mua hẳn, tặng hẳn 12 cái quần xịp luôn ấy. Mua như vậy là mua tốt chứ mua, dạ, mua tặng cho chồng 12 cái quần xịp luôn. Dạ vâng. Vâng. Thứ nhất là hay lãng phí. Lãng phí cái gì còn nữa? Gì nữa? Cái thứ hai thì nhà cửa thì lắm lúc thì cũng lúng túng, cũng bừa bộn đấy ạ. Lắm lúc thì hai vợ chồng thì cứ vì những cái chuyện dọn dẹp nhà cửa thôi mà lắm ra cũng gây cãi nhau. Ở nhà ai là người chăm con kỹ lưỡng? Được cái thì bé cháu nhà em thì được theo bố nhiều hơn. Thế là việc chăm con thì em chăm nhiều hơn ạ. Vâng. Rồi bây giờ thì em mong muốn ở hậu thay đổi điều gì hả Thịnh? Vâng, thì mong muốn của em, muốn vợ em thay đổi thì không hoang phí những cái mua đồ các thứ, thì cũng tùy cái mà cái nào thiếu thốn thì mới mua. Vâng. Tiết kiệm, tức là bây giờ phải tiết kiệm. Thì phải tiết kiệm hơn. Thì thứ hai thì em cũng mong dọn dẹp nhà cửa nó gọn gàng hơn. Là bớt bừa bộn đấy. Còn hậu? Mong muốn Thịnh thay đổi điều gì? Mong muốn của em là chồng em ít quan tâm hơn ạ, biết hiểu cho vợ hơn ạ. Tụi em là một cái cặp gia đình rất là đặc biệt, rất là đáng yêu luôn. Với tụi em á, thì để làm được những công việc bình thường á, thì tụi em phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba lần những người bình thường khác. Chính vì vậy mà cái sức khỏe của tụi em cực kỳ quan trọng. Dạ. Giờ em rất là muốn gặp cháu, muốn tặng cho cháu để cháu mua sữa. Nói đây đây, đây cháu đó. Về với bố đây. Cháu về với bố. Bố nè, bà đưa qua bố nè. Đây, rồi, đây qua bố. Rồi. Xin chúc cho hai em và cháu luôn có thật nhiều sức khỏe. Và rất cảm ơn gia đình các bạn đã tham gia chương trình Vợ Chồng Son nha.